Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Và trong thời gian này chúng ta cùng đến với lời của Chúa Trời. Xin Chúa Ngài ban phước ở trên lời của Ngài. Xin Chúa Ngài thanh tẩy đời sống của chúng ta. Xin mời quý ông bà anh chị em đứng lên và chúng ta cùng hiệp chung với tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài làm sạch tấm lòng của chúng ta để đón nhận lời của Chúa. Xin Chúa Ngài sức dầu ở trên lời của Ngài. Xin sức dầu ở trên tấm lòng của chúng ta. Xin hiệp ý với tôi cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời, kính yêu của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa bởi vì chúng con được nuôi nấng bằng tình yêu và sự thương xót của Chúa. Chúng con được nuôi dưỡng bằng lời của Đức Chúa Trời, đó là lời hằng sống. Sức mạnh từ nơi lời của Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng con vượt qua khỏi khó khăn giữa thế gian này. Lời của Chúa sẽ là ngọn đèn để dẫn dắt chúng con đi ở giữa tối tăm của thế giới này nữa. Và chính lời của Chúa sẽ là vũ khí để chúng con có thể chống chọi lại được đối với những cái cám dỗ của thế gian này. Chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa ban lời của Ngài cho con dân của Chúa. Giờ đây con Ngài xin Thánh Linh của Chúa Ngài đến đụng chạm từng tấm lòng quý ông bà anh chị em chúng con. Ngài xin dầu ở trên môi miệng của chính mình con để có thể rao ra lời sống của Đức Chúa Trời. Xin thanh tẩy đời sống chúng con như một bình trống không để chúng con nhận lời của Chúa và trọn vẹn. Chúng con dâng lên Chúa chúng tôi ngợi khen và chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa, chúng ta có thời gian thật tốt lành để chúng ta cùng suy gẫm, học hỏi từ lời của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa được chép ở trong Matthew đoạn 11 từ câu 28 đến câu 30. Phần kinh thánh này rất là quen thuộc với tất cả chúng ta. Tôi xin được tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời ở Matthew đoạn 11 từ câu 28 đến 30. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách của ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Tạ ơn Chúa. Lời của Chúa rất là rõ ràng và quen thuộc với chúng ta. Lời của Chúa giúp đỡ cho chúng ta về điều gì đây? Xin thưa rằng nếu mà chúng ta đang cảm thấy mệt mỏi vì cái tình trạng tài chánh, đang gặp khó khăn vì ốm đau bệnh tật, vì Covid không có thể nào đi ra ngoài được, bị cách ly hay những cái khó khăn nào khác ở trên đời này, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời của Chúa với cái lời mời gọi của Đức Chúa Giêsu có thể đem đến cái thay đổi trong đời sống của chúng ta. Ở trong Matthew đoạn 11 thì cái phần kinh thánh này nói đến cái sự nghi ngờ của Giăng Báp-tít về Chúa Giêsu. Sau đó thì Matthew lại nói đến với sự bất tín của những người dân ở trong thành Corazin và thành Bethsaida cũng như là thành Capernaum. Rồi là sau đó chúng ta lại nghe Đức Chúa Giêsu Ngài cầu nguyện: "Ôi xin Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha vì Cha đã giấu những cái điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho những cái con trẻ. Thưa Cha, phải thật vậy vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc Cha đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết con, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra thì cũng không ai biết Cha." Đó là cái phần kinh thánh trước đó. Rồi là chúng ta thấy rằng là có vẻ như là cái tình hình những người mà chống lại Chúa Giêsu đó, lúc đó họ đã xem mình như là những người khôn ngoan, những người sáng dạ, vì cái sự tự cao và kiêu hãnh đó, do đó họ không có chấp nhận Chúa Giêsu là con của chúng ta. Vì thế đó, Chúa mới nói rõ ra rằng Ngài không thể nào cứu họ được. Và tiếp theo thì ở trong Matthew đoạn 28 từ câu 28 đến câu 30 thì ghi lại cái lời hứa của Chúa Ngài dành cho những người mà đang cảm thấy mệt mỏi, những gánh nặng và những người mà biết mình không có khả năng tìm được một cái đời sống sung mãn, thì là nhờ vào cái phần kinh thánh này. Phần kinh thánh đó là gì? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các người được yên nghỉ. Để cho mấy người kia khôn ngoan, mấy người kia họ biện luận với nhau, họ nói với nhau gì đó, nhưng mà thôi, những người mà mệt mỏi này hãy đến với Chúa. Rồi ta thì có lòng nhu mì khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đó là cái lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với những người đang gặp khó khăn, đang gặp hoạn nạn, đang gặp những cái khó chịu trên đời sống của mình, và Chúa kêu gọi họ đến với Chúa để có được một đời sống nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng ta cùng suy gẫm hai câu, ba câu kinh thánh này. Cái vấn đề thứ nhất đó là cái sự mệt mỏi và gánh nặng. Trước tiên thì chúng ta hỏi, ủa, Chúa đang nói chuyện với ai vậy? Và cái câu trả lời là với những kẻ mệt mỏi và gánh nặng.
Chúa đang nói không có cụ thể một người nào hết, nhưng mà nói đến một nhóm người. Bây giờ chúng ta coi coi chúng ta có phải là những người đang mệt mỏi và gánh nặng không, thì đó, Chúa đang nói với chúng ta đó. Mệt mỏi đó thì nó khác với mệt nhọc. Mệt nhọc đó là sau một ngày làm việc là bình thường, nhưng mệt mỏi thì nó đến một cái tình trạng đó là nó mệt nhưng mà nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Đi đôi với cái sự chán nản, mệt mỏi thì nó đi đôi với cái sự nhàm chán, chán nản. Nó không còn cái ý nghĩa của việc làm nó như là một cái gì đó cực hình. Ở đây Chúa Giêsu thì muốn nói đến cái hậu quả của những cái cố gắng của con người làm sao đó để làm cho mình được tốt hơn. Do đó cứ ngày này qua ngày kia thấy mệt mỏi quá. Mệt mỏi về tâm trí, mệt mỏi về sức lực, mệt mỏi về tay, về chân, về thân xác. Đó là những cái mà chúng ta cố gắng để mà giải quyết vấn đề tài chính, vấn đề xã hội, với những cái sự bon chen ở trên đời này. Và chúng ta cũng mệt mỏi về những cái lo âu, mặc dầu rằng là chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng không có làm giảm đi được những cái khó khăn ở trong tương lai mà vẫn lo. Nhưng mà sau đó thì sao, cố gắng lắm thì cũng chỉ giảm đi cái sức mạnh của ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai lại mệt mỏi tiếp. Và ở đây thì quan trọng hơn hết, Chúa Giêsu muốn nói đến cái sự mệt mỏi về cái phương diện thuộc linh chứ không phải chỉ về phương diện thuộc thể. Là những cái cố gắng mà con người ta thường làm đó là ăn hiền ở lành, hy sinh bản thân mình để đóng góp vào gây ra xây dựng những cái gọi là các cái công đức, cũng như là những cái sự cố gắng của bản thân để chống trả lại sự cám dỗ của đời này khiến chúng ta bị mệt mỏi. Vì biết rằng là không bao giờ mình có thể làm đủ để mà tự cứu lấy mình. Không có ai mà có thể tự cứu lấy mình được. Giống như mình đang bị sa lầy ở trong cái hố, mình nắm tóc, mình kéo lên, làm sao mình kéo lên được. Và càng kéo chừng nào, càng cố gắng chừng nào thì lại càng thấy mệt mỏi, chán nản chừng ấy. Và Chúa Giêsu thì lại nói đến những gánh nặng. Những cái gánh nặng nào đang đè nặng ở trên tấm lòng chúng ta. Cái gánh nặng thì nó khác với mệt mỏi à. Cái mệt mỏi là hậu quả của những cố gắng để dành cho tương lai. Chúng ta muốn vươn tới một cái điều gì đó và ngày này qua ngày khác chúng ta chưa làm được nhưng mà nó cũng vẫn mệt, cứ mệt dài dài thì đó là mệt mỏi. Tức là cái hậu quả của những cái cố gắng của mình nhắm mục đích là cho tương lai, còn gánh nặng là cái hậu quả của những điều mà nó xảy ra ở trong cái thì hiện tại hay là quá khứ vừa rồi, thì đó nó trở nên gánh nặng. Ví dụ như giờ gánh nặng đang đè lên trên một người mắc nợ ở 30 triệu, đây phải trả đi. Cái này là quá khứ và tới hiện tại. Quá khứ đã vay tiền, bây giờ hiện tại phải trả tiền, chứ không có nói gì tới tương lai đó. Còn bây giờ là cố gắng để đạt được mục đích gì trong tương lai đó, mà ngày này qua người khác mà nó vẫn còn ở đâu đâu đó, thì phải đúng là gây ra sự mệt mỏi. Đặc biệt thì ở trong cái gánh nặng thì nó có cái gánh nặng về mặt tâm lý, về mặt cái bề trong. Đó là cái mặc cảm về tội lỗi. Có những người mà mang tội ai cũng biết, và người ta là đang bàn tán sau lưng của cái người mang tội đó. Rồi có những cái tội mà không ai biết, nhưng mà không ai biết đó thì nó cứ đeo 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 đuổi dai dẳng cắn rứt ở trong lương tâm của người mắc tội đó. Rồi có những cái tội mà chưa ai biết, nhưng mà là cái người mắc tội hay sao cứ nơm nớp lo sợ rằng là có một ngày nào đó thì sẽ có người biết. Đó là cái gánh nặng về tội lỗi, về mặc cảm về tội lỗi. Cũng có những cái gánh nặng mà cái gánh nặng đó là những cái điều luật, những cái quy luật, những cái điều lệ của tôn giáo, của tổ chức. Đức Chúa Giêsu ngài nói với các thầy dạy luật ở trong Luca đoạn 11 câu 46 rằng: khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không có động tới ngón tay đến. Những cái gánh nặng này là những cái gánh nặng mà làm cho con người ta mệt mỏi đó. Những người ra làm luật á thì là họ không có bị ảnh hưởng gì này á, nhưng mà họ gán cái gánh nặng của luật lệ, của tôn giáo, của điều lệ đó vào cho những người khác, và những cái điều như vậy á làm cho con người ta mệt mỏi. Bây giờ chúng ta xem lại coi có ai trong chúng ta trước khi tin Chúa mà không có những cái gánh nặng, cũng không có những cái sự mệt mỏi như là nãy giờ nói chứ, nhiều lắm mà phải không ạ? Và bây giờ thì lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, thì bao trùm hết tất cả mọi người, không có phân biệt màu da, chủng tộc hay là điều kiện tài chính như thế nào hết,
thậm chí là không có phân biệt là con cái của Chúa, là những người bước đi theo Chúa cũng đang có gánh nặng và mệt mỏi. Vấn đề là chúng ta không phải có những gánh nặng ở trên đời sống của chúng ta hay không, có hay không gánh nặng, nhưng mà là có chịu công nhận mình là đang mang một gánh nặng hay không, đó là vấn đề. Chứ thực sự ra ai cũng có gánh nặng hết, không có gánh nặng về mặt này thì có gánh nặng về mặt kia, nhưng mà chúng ta có nhận biết được là chúng ta đang mang cái gánh nặng đó không, hay chúng ta nói là chúng ta không có. Chúng ta cần phải có cái sự thành thật với chính mình và cái sự khiêm nhường với Đức Chúa Trời để chúng ta cùng công nhận cái điều này đối với Chúa. Nói thưa Chúa, con đang mang lấy một cái gánh nặng này, đời sống con đang mệt mỏi đây vì vấn đề này này. Cảm ơn Chúa, bởi vì á là Chúa nhìn thấy và Chúa kêu gọi chúng ta là những người đang mệt mỏi và gánh nặng. Làm gì? Hãy đến cùng với ta. Đó là giải pháp của Đức Chúa Trời. Ai mà mệt mỏi, ai mà gánh nặng thì đến cùng với Chúa thôi. Cái lời mời gọi đầu tiên của Chúa là hãy đến cùng ta, hãy đến cùng ta. Tôi nghe thấy một cái điều rất là nhẹ nhàng ở trong này. Chúng ta đang gánh nặng rồi, cứ đến đây rồi ta gánh cho. Quá mừng phải không ạ? À, thật ra đây là cũng là cái cốt lõi của tin lành thôi. Cái tin lành phải bắt đầu và chấm dứt với cá nhân của Chúa Giêsu. Hãy đến cùng Chúa, chứ không có đến với hội thánh, không có đến với tổ chức, không có đến với người này người kia, nhưng mà chúng ta đến với chính Chúa Giêsu để nhận lễ tin lành. Chúng ta đến với chính Chúa theo lời kêu gọi hãy đến với cùng ta, à, để giải quyết vấn đề là gánh nặng mệt mỏi. Chúa Giêsu thì Ngài muốn là giải quyết cái gánh nặng cho chúng ta, nhưng mà là chúng ta muốn muốn gì? Chúng ta muốn trút cái gánh nặng. Trút cái gánh nặng là bằng cách gì? Bằng là thường thì buồn chán quá thì đi tìm những giải trí, những thú vui trên đời, đặc biệt đó là những cái tiệc nhậu. Khi mà bắt đầu vào thì vui lắm, nhưng mà sau khi tan cuộc tiệc rồi thì cái buồn nó lại xâm chiếm, nhiều khi buồn gấp đôi. Rồi là lao vào cờ bạc chẳng hạn, rất là ăn say ở trong cái việc là hơn thua, bởi vì là vừa giải khuây được đỡ buồn này, nhưng mà vừa có thể kiếm được tiền nếu mà thắng. Nhưng mà đằng sau đó là gì? Chúng ta không có tính tới cái việc là sẽ thất bại. Có người thì trốn đời, trốn cái buồn phiền gánh nặng bằng cách là rút vào trong rừng đi tu, hay là đi chơi xa. Có những cái tôn giáo thì dạy con người ta là phải ngồi thiền, rồi phải tịnh tâm, rồi yoga chẳng hạn để quên sự đời đi. Có người thì cũng đến 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 nhà thờ, nhưng mà là không phải là đến nhà thờ để tìm Chúa, hay là đến với những nhóm nhỏ để có những cái sinh hoạt nó vui. Nhưng Chúa Giêsu thì bảo mọi người là đến với Ngài, hãy đến cùng ta. Khi mà chúng ta đến với Chúa Giêsu thì Ngài không nói là Ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta bớt đau khổ, bớt gánh nặng, bớt mệt mỏi không? Hay là Chúa nói là hãy đến cùng ta, rồi có thể là ta sẽ giúp cho một tay, giúp cho một ít. Như những người bình thường là nói chúng ta đang gặp khó khăn, tôi cứ đến tôi giải quyết nợ anh không được, tôi giúp cho một chút, cho một ít tiền thì cũng đỡ được cái chút xíu. Chúa không nói như vậy, nhưng mà là Chúa hứa chắc chắn ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Rất là rõ ràng, Chúa nói không, Chúa không cho một chút, hay là Chúa đây Chúa an ủi cho, hay Chúa làm cái này là cái kia để giảm bớt đi gánh nặng, nhưng mà Chúa nói là ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đó là lời hứa, mà lời hứa thì là lời hứa chắc chắn, bởi Đức Chúa Giêsu Ngài chính là Đức Chúa Trời của sự thành kính. Sự yên nghỉ ở đây mà Chúa ban cho chúng ta đó là yên nghỉ như thế nào? Sự yên nghỉ ở đây không phải là sự nhàn hạ, nhàn rỗi, trốn chạy khỏi sự đời, hay là ngồi chơi xơi nước thôi, nằm dưới gốc sum há miệng ra để mà gọi đó là sự an nghỉ. Không phải. Ở trong âm nhạc á thì nó cũng có cái dấu nghỉ, và tất cả mọi bài hát đều có những cái lúc mà nghỉ, đến đó thì nghỉ một chút rồi hát tiếp, chứ không phải tới đó rồi nghỉ luôn. Nhưng mà những cái lúc nghỉ này á, là không phải là cuối cùng của bài hát nha, nó là nghỉ một chút xíu thôi, là theo cái trường độ của cái khu nhạc đó thôi, là nghỉ, có dấu nghỉ, nhiều loại dấu nghỉ, xong rồi lại tiếp. Và cũng giống như vậy, Chúa hứa là cho chúng ta cái sự nghỉ ngơi, an nghỉ hoàn toàn trong cái ngày cuối cùng. Ngài cũng hứa là ngay ở trên thế gian này, Chúa ban cho chúng ta có những cái sự nghỉ ngơi để chúng ta có thể dừng lại
phục sức lại, lấy sức lực thêm lên để tiếp tục đi hết cái quãng đường ở trên cái con đường về nhà cha ở trên cõi thế gian này. Và cái sự an nghỉ đó thì chúng ta hiểu rằng chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta sự an nghỉ đời đời. Ở trên cái thế gian này chúng ta còn sống, Chúa Ngài cũng cho chúng ta ác yên nghỉ nữa, nhưng mà theo cái cách của Ngài. Chúa Giêsu Ngài muốn chúng ta đến với Ngài để làm gì? Để sẽ có một cái mối liên hệ mật thiết với Ngài. Và chỉ có qua cái mối liên hệ mật thiết đó thì chúng ta mới được Ngài cất cái gánh nặng trên đời sống của chúng ta. Chúng ta ở đây thì có nói tới cái ách, và chúng ta nói tới cái ách là tức là sao, nó liên hệ giữa cái con vật kéo và cái ách với cái vật kéo. Người ta muốn dùng hai con vật gài cái ách lên rồi liên hệ đó với một cái xe, để cái xe nó chạy được thì cái xe đó phải liên hệ với cái ách, với cái càng và với hai con vật kéo. Đó là cái hình ảnh của một cái cuộc vận chuyển. Nhưng mà ở đây thì có một cái ví dụ như vậy. Giờ có một người người mẹ đang chăm sóc con mình bệnh mệt mỏi nguyên cả đêm vậy, nhưng mà có người nói thôi bà, chị ơi chị nghỉ đi tôi chăm sóc giùm cho. Tôi hỏi quý vị rằng là cái bà mẹ đó dám giao không? Có, với điều kiện nào? Với điều kiện là mình biết cái người đó có khả năng là giữ con mình hay không, và mình có biết rõ là cái về cái nhân thân của người đó không, có quen biết không, có biết rõ thì mới chúng mới giao được. Còn nếu mà người xa lạ chúng ta chưa gặp lần nào mà đến họ tỏ lòng tốt như vậy thì chúng ta thấy sao, nghi ngờ nữa à? Do đó cần phải có sự mối thông công liên hệ mật thiết với nhau thì lúc đó mới có thể gánh vác được cho nhau. Và cũng như vậy Đức Chúa Giêsu Ngài muốn chúng ta phải đến với Ngài để có một cái mối quan hệ mật thiết, để chúng ta hiểu được đây là Chúa Ngài sẽ làm gì ở trên đời sống chúng ta sẽ được gì và Ngài muốn là chúng ta điều gì. Cũng giống như vậy thôi, chúng ta có được sự bình an nếu mà chúng ta có một cái sự liên hệ cá nhân mật thiết với Đức Chúa Giêsu, để chúng ta biết Ngài, để từ đó chúng ta có thể tin vào quyền năng của Ngài, chúng ta có thể tin vào sự thành kính của Chúa. Và với cái niềm tin đó thì chúng ta không còn phải đi tìm những cái gì đó mà nó tạm bợ trên đời này nữa, nhưng mà chúng ta có thực sự là cái sự yên nghỉ và biết nương cậy vào một cái nền tảng vững chắc, đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời giữa chúng ta. Đức Chúa Giêsu thì Ngài không tự ý giúp chúng ta là những người mà không yêu cầu Ngài giúp đỡ đâu. Phải có yêu cầu thì Chúa mới giúp được, chứ không phải tự nhiên Chúa tới Chúa giúp khơi khơi vậy. Chúng ta phải đến với Ngài trước, chúng ta phải đến với Ngài ngay từ lúc này, tức là lúc mà chúng ta đang có biết rằng chúng ta đang đang vướng phải cái gánh nặng và khổ, mệt mỏi đây, thì chúng ta đừng có chần chờ nữa. Cho đến khi mình đó là trở nên tốt hơn, là trở nên khỏe hơn, rồi trở nên là dễ xem hơn, tươi vui hơn là mình mới đến với Chúa. Chúa không cần cái điều đó, nhưng mà là Chúa muốn là chúng ta đến với Ngài để thiết lập một mối quan hệ liền, chứ không phải chờ đến tốt hơn rồi mới có mối quan hệ. Dù cho xấu hay dù cho ốm yếu hay là dù cho nghèo hèn gì đó thì Chúa Ngài cũng vẫn đón đến. Ai đến cùng ta chẳng bỏ ra ngoài đâu. Đó là lời Chúa Giêsu Ngài nói rất là rõ ràng. Đến với Ngài chúng ta không phải đến với một một Đức Chúa Trời hay là một Thượng Đế được tạo dựng theo như cái suy nghĩ của chúng ta, nhưng mà đến với Đấng mà Kinh Thánh đã bày tỏ, đó là Đức Chúa Trời. Đến với Chúa không phải là do những cái điều mà chúng ta định đoạt, chúng ta quyết định, nhưng mà là phải theo hai điều mà ý muốn của Chúa đặt ra cho chúng ta. Đến với Chúa để làm gì? Đến với Chúa để hãy gánh lấy ách của ta. Đến với Chúa để giải quyết vấn đề là gánh nặng và mệt mỏi ở trên đời sống chúng ta, phải không ạ? Nhưng mà là đến để làm gì? Để nhận lấy cái ách của Chúa thì sẽ giải quyết được cái vấn đề là gánh nặng và mệt mỏi. Chúng ta nhìn về cái ách đó thì ở xứ nào thì cũng giống nhau, ở Việt Nam thì cũng giống như vậy. Đây là cái vật dụng mà người ta mang vào cái cổ của con bò hay là con ngựa hay là cái con lừa để nó kéo xe hay là chạy bừa. Thông thường á thì là một cây ách như vậy thì gắn vào hai con, mỗi bên là một con. Trước đây chúng ta bây giờ thì chúng ta để ý rằng Chúa Giêsu Ngài không có nói là hãy đến cùng ta sẽ tháo gỡ mọi cái ách trên đời sống của các con, nhưng mà đến để làm gì? Hãy gánh lấy ách của ta. Đây hầu như là có cái gì nó mâu thuẫn ở đây chút xíu phải không ạ? Nhưng mà không phải, tại sao lại Ngài chúng ta lại
cho một không không cho chúng ta một cái gì đó nó êm ái như là cái gối để ngủ hay là cái giường đệm đi, nhưng mà lại đưa cho một cái ác. Xin thưa, đã là người mà sống ở trên thế gian này phải đi làm, mà đi làm thì phải cực khổ, bởi lời Chúa phán với tổ phụ Adam mà lúc hồi xưa rồi, phải làm đổ mồ hôi trán mới có cái mà ăn. Chắc chắn chúng ta còn sống ở trên thế gian này thì còn phải làm, và làm thì nó có cực khổ, không thể là không làm gì hết, nhưng mà chúng ta phải đi cày, phải mang lấy một cái ác. Vấn đề không phải là chúng ta cái mang cái ác hay là không, nhưng mà vấn đề chọn lựa là mang cái ác nào, cái ác của chúng ta hay là cái ác của Chúa. Chứ chắc chắn là ai cũng có một cái ác trên người đó, là bởi vì chúng ta là phạm tội, chúng ta đã bị xử đoán từ hồi thời thời khởi thủy ra, phải làm đổ hồ môi trái mồ hôi trái mới có cái mà ăn nhỉ. Đã có cái ác sẵn ở trên chúng ta rồi, bây giờ không có xét đến là cái việc là có cái ác hay không có cái ác, nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ chọn cái ác nào, cái ác mà của tổ phụ chúng ta, cái ác mà đời đời á, là mang trên đời sống của chúng ta một cách mệt nhọc khổ ải, hay là chúng ta nhận lấy cái ác của Chúa. Khi mà chúng ta đến với Chúa thì chúng ta xét lại con người của mình, cái ác của chúng ta đang mang đó là gì, đó là cái ác của ích kỷ nè, cái ác là để cái ác đó là cái ác mình để chỉ có phục vụ cho chính mình thôi nè, có người cao thượng hơn thì mang một cái ác để phục vụ cho tha nhân, hay là cho một cái tổ chức tôn giáo nào đó, hay cho một cái tổ chức từ thiện nào đó. Như là trong cái câu hỏi Phi-e-rơ đặt ra với các sứ đồ và các trưởng lão ở trong công vụ sứ đồ đoạn 15 câu 10 đó, vậy bây giờ cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ác mà tổ phụ chúng ta hoặc là chính chúng ta chưa từng mang nổi. Khi mà chúng ta đến với Chúa thì Ngài không có tháo gỡ cái ác ở trên chúng ta có sẵn đó đâu, để chúng ta không phải làm gì hết đâu, nhưng Ngài cho chúng ta mang lấy cái ác của Ngài để phục vụ Ngài một cách nhẹ nhàng hơn. Một đằng là Chúa hứa ở trong cái tinh trần chăng đó là các ngươi biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha cho các ngươi, nhưng mà bây giờ thì là Chúa lại trói buộc chúng ta bằng một cái ác khác, thì đây có phải là một cái điều mâu thuẫn không? Ở trong một cái thời mà hồi nô lệ còn thịnh hành ở châu Âu, châu Mỹ đó, thì có một hôm đó là có một cái ông tổng thống kia, ông nhìn thấy một đứa bé gái là nô lệ, ông có cảm động, xong ông mua về. Thì cô được cái ông này ông mua về thì trong lòng cô cũng rất là giận dữ, tưởng gì chứ đây cũng là người da trắng, thì thay vì ở với ông chủ này thì đi qua ông chủ kia, ông chủ kia thì đánh, giờ qua ông chủ này nhiều khi là bị còn bị ức hiếp nữa, hành hạ hay là lạm dụng nữa. Do đó trên đường đi thì cô rất là buồn và khóc rồi tủi, không thèm nhìn mặt cái người chủ mới của mình. Và cái người chủ đó thì nói rằng là thôi ta cho con được tự do. Cái cô hỏi đó, ô ông nói gì vậy, có phải là ông muốn cho tôi muốn làm gì thì làm phải không ạ? Nó đúng rồi, con muốn làm gì thì làm, như vậy thì có phải là ông muốn tôi cho tôi là muốn nói gì nói phải không ạ? Đúng rồi, con muốn nói gì thì con cứ nói thôi, đúng y như vậy. Rồi cô đó có phải như vậy thì có phải rằng là ông muốn ông cho tôi là muốn đi đâu thì đi phải không? Nó đúng rồi, con muốn đi đâu thì con đi thôi, nếu thế như vậy thì con quyết định con sẽ đi với ông. Đó là cái hình ảnh mà được tự do. Nhưng mà tự do thì sau đó bởi tấm lòng của cái người con gái nô lệ đó là đi theo cái ông chủ mới của mình một cách tự nguyện. Ở trong cái điều luật của người Do Thái được ghi chép ở trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 21 từ câu 1 đến câu 6, có một cái điều luật về cái sự quy định cho cái công việc nô lệ như vậy. Đây là luật định ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi một con mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc ở trong 6 năm. Đến năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền lại. Nếu nó vào một mình thì nó sẽ ra một mình. Nếu mà nó có vợ thì sẽ ra với vợ. Nhưng mà nếu mà người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ mà sanh được con trai hay gái thì sẽ ra một mình thôi, vợ và con thì thuộc về chủ. Nếu mà cái người đó mà nói rằng ông chủ ơi tôi thương chủ quá và tôi thương vợ thương con nữa, do đó tôi không muốn được tự do, tôi sẽ ở lại với chủ. Thì ông chủ nói dẫn đến trước mặt Đức Chúa Trời, ở đây nói Đức Chúa Trời thực sự ra là đi vào nơi thờ phượng Chúa đó, rồi là biểu lại gần cái cửa hay là cái cột, rồi lấy cái mũi dùi xỏ lỗ tai nó để làm dấu.
để cho là cái người đó phải làm việc cho chủ nó trọn đời, bởi vì là người đó tự nguyện. Chúa Giêsu thì Ngài không có tự ý đặt ra một cái ách ở trên đời sống của chúng ta, và Chúa ép chúng ta phải vang lấy cái ách của Ngài. Nếu mà chúng ta yêu Ngài vì Ngài đã yêu chúng ta trước, cái từ cái tình yêu đó ở trong cái sự tự do lựa chọn, thì chúng ta có thể chọn mang cái ách của Ngài như Ngài đã nói trong tình dạng: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn của ta. Bởi vì chúng ta yêu Chúa, bởi vì là chúng ta kính sợ Chúa, do đó chúng ta sẵn sàng để mang cái ách của Chúa. Giống như là ông sứ đồ Giăng, ông biết nếu là các ngươi yêu mến Chúa thì là phải giữ gìn điều răn của Chúa thôi. À, điều răn của Chúa xuất phát từ cái tình yêu chúng ta mà chúng ta giữ, chứ không phải đó là một cái điều lệ bắt buộc, nhưng phải xuất phát từ cái tình yêu chúng ta đối với Ngài. Và khi mà chúng ta đọc lấy lời của Chúa kêu gọi chúng ta là hãy gánh lấy ách của ta, chúng ta có cảm tưởng rằng là chúng ta đến với Chúa rồi ngồi đó, rồi Chúa đặt ở trên lưng chúng ta một cái ách để chúng ta mang. Như vậy thì nó đâu có khác gì với cái ách mà của thế gian trước kia. Thế gian trước kia cũng để trên vai, trên lưng chúng ta một cái ách. Bây giờ thay vì cái ách của thế gian thì Chúa lại đặt ra một cái ách của Chúa ở trên lưng chúng ta. Không phải như vậy. À, tại sao mang lấy cái ách của Chúa thì lại được cái sự yên nghỉ? À, chúng ta cùng suy gẫm phần đó ở dưới đây. Cái điều quan trọng mà chúng ta để ý là mỗi cái ách này nó cần hai con vợ, hay là hai con ngựa, hay là hai con lừa để cùng kéo một cái ách đó. Ở trong cái hình ảnh này thì mỗi chúng ta là một con bò, nhưng là mỗi một con bò có cái ách, chúng ta là một con bò đứng một bên. Nhưng còn cái con bò cái kia là hình ảnh đó là như thế nào? Thưa rằng con bò đó là Chúa Giêsu đó. Chính Chúa Giêsu Ngài không muốn chúng ta mang cái ách của Ngài một mình. Nếu mà chúng ta mang cái ách của Ngài một mình thì làm sao chúng ta có thể kéo được? Nhưng mà là nhờ chính Chúa Giêsu ở bên cái phía bên kia của cái ách, thì để Ngài là cùng gánh với chúng ta. Ngài thêm ơn thêm sức để cùng gánh cái ách đó cho chúng ta. Chúng ta sống tiếp tục ở trên đời này cho đến khi mà chúng ta được yên nghỉ đời đời cùng với Ngài ở trước thiên đàng. Ngài đang làm việc ở bên cạnh chúng ta như là một người bạn đồng lao. Ngài, chúng ta mang ách của Chúa Giêsu, chúng ta được nối liền với Ngài và nhận được cái sự giúp đỡ của Chúa. Thực ra thì người ta thường người ta không để bao giờ người ta để hai cái con vật mà ngang sức với nhau cùng kéo đâu. Luôn luôn người ta để một cái con mạnh hơn, một con yếu hơn. Để gì? Con mạnh hơn nó kéo cái con yếu hơn. Con yếu hơn nó phải đi theo cái con mạnh hơn. Và cái con mạnh hơn đó là cái con mà nó sẽ dạy cho cái con yếu đó biết cái cách để cùng làm việc với nhau. À, chúng ta như là một cái con bò yếu. À, chúng ta có thể chuyển những cái gánh nặng ở trên vai chúng ta lên trên vai của Đức Chúa Giêsu. Cái sự yên nghỉ không phải là không có cái ách ở trên đời sống của chúng ta, nhưng nó đến từ cái việc là có được một đấng quyền năng và yêu thương chúng ta đang ghé vai mang ách chung với chúng ta. Vì thế do đó Chúa nói là ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Chúng ta không phải làm một mình, chúng ta không giải quyết một mình, nhưng mà chính Chúa Giêsu này là gánh chung với chúng ta. Do đó cái ách mà Chúa để trên đời sống chúng ta thì rất là dễ chịu và rất là nhẹ nhàng. Cái từ dễ chịu á thì nói đến nó mang ý nghĩa là nó rất thích hợp với cái đời sống của chúng ta. À, đời sống của mỗi người thì mỗi khác, có người thì theo văn, có người thì theo võ, có người thì học thức cao, có người thì lao động chân tay. Tôi muốn nói là dễ chịu ở đây là nói tới cái sự thích hợp với đời sống của chúng ta, và nó cũng giống như một cái ý nghĩa đó. Người xưa người ta làm cái ách cho cái con vật kéo đó, người ta làm theo cái thể trạng của cái con đó. Có thể là cái ách nó sẽ bự đối với những con bò bô, nhưng mà đối với những con bò cỏ thì ách nó sẽ nhỏ hơn và thon hơn, nhẹ hơn. Ngày nay thì Đức Chúa Giêsu Ngài cũng không có đòi hỏi chúng ta phải làm những cái việc gì đó mà nó vượt bên ngoài cái khả năng của chúng ta. Ách của Chúa cũng dễ chịu ở cái điều là làm chúng ta thấy được cái ý nghĩa của cuộc sống. Thấy có làm đó, nhưng mà làm giống như chơi vậy đó. À, bởi vì Chúa gánh hết rồi. Và nếu cái ách mà ngày xưa do thái giáo gồm biết bao nhiêu là luật lệ phức tạp và đè lên trên dân sự của Chúa, thì cái ách của Chúa ngày nay thì thật là giản dị. Chỉ còn có hai điều thôi, đó là cái chữ yêu thương. Thư Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 3: vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn của Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải nặng nề.
Đức Chúa Giêsu ngài tóm tắt ra điều răn của ngài ở trong Luca đoạn 12 câu 29 31 là như thế này. Này là điều răn đầu tiên. Hỡi Israel hãy nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mạnh kính mến Đức Chúa Trời là Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình, chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Ngày xưa thì cái luật lệ Do Thái rất là nhiều điều luật lệ cả ngàn, làm cho người ta phải gánh gánh nặng về luật pháp. Nhưng ngày nay Chúa ngài tóm gọn lại chỉ còn hai điều: kính Chúa và yêu người. Cái ách của Chúa nhẹ nhàng. Và Chúa muốn gì? Chúa muốn chúng ta phải học theo ngài, như là cái hình ảnh của con bò mạnh dẫn dắt và dạy dỗ cho cái con bò yếu biết cái cách lái là kéo xe. Người ta thường cho một con bò lớn đi ngang mang ách chung với một con bò nhỏ. Con bò lớn đó đã được huấn luyện từ lâu rồi, rồi nó quen đường đi nước bước rồi. Con bò lớn mà mang cái ách chung con bò nhỏ để huấn luyện cho con bò nhỏ. Chúa gọi chúng ta đến với ngài để mang cái ách chung với ngài và cũng để học theo ngài. Mỗi ngày chúng ta trở nên giống Chúa nhiều hơn. Chúng ta học theo Chúa là một cái quá trình, một cái tiến trình kéo dài suốt cả đời. Chúng ta học theo ngài bằng cách là thường xuyên đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa. Chúng ta chuyên cần gặp gỡ nhau trong sự nhóm lại để chia sẻ lẫn nhau về những điều mà chúng ta học hỏi được. Chúng ta cùng nâng đỡ, giúp đỡ cho lẫn nhau. Chúng ta học từ Chúa cái gì? Tấm lòng yêu mến, tấm lòng vâng phục, tấm lòng tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Cũng giống như là cái tấm lòng yêu thương người lân cận. Để đến nỗi mà khi mà Chúa đi đâu thì dân chúng đi đó. Thì bây giờ là bây giờ Chúa đi đâu thì chúng ta cũng đi đó. Ngài làm gì thì chúng ta cũng làm theo. Chúa nói với chúng ta là Chúa có lòng nhu mì khiêm nhường. Đây là cái gương mà chúng ta phải học từ nơi Chúa. Đến để học cái sự khiêm nhường và nhu mì này. Và đó cũng là lý do mà việc học của chúng ta phải học từ nơi ngài. Cái học này dễ chịu và nhẹ nhàng. Cái con bò nhỏ kéo xe nó không có cảm thấy là một cái gánh nặng. Nếu mà nó đi chịu đi theo với con bò lớn gánh hết cái sức nặng rồi, con bò lớn đi đâu thì con bò nhỏ sẽ đi đó, đi theo đó, nương theo cái ách đó. Và nếu mà có cái sự chống đối lại thì tất cả những cái gánh nặng nó lại đè lên trên cái con bò nhỏ, bởi vì là sức ì sức kéo của con bò nhỏ nó truyền cái sức lực ra từ con bò lớn, nó chạy qua bên con bò nhỏ và lúc đó cái gánh nặng đè lên trên con bò nhỏ. Do đó chúng ta phải thuận phục, phải yêu mến Chúa để học tập theo Chúa, để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Chúng ta được đồng công với Chúa trong cái công việc từ nay cho đến ngày chúng ta trở về với nước của ngài. Và cái gánh cái ách của Chúa rất là nhẹ nhàng, rất là nhu mì và khiêm nhường. Và tôi cầu nguyện, tôi tin rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta là những người có gánh nặng, có mệt mỏi, có ưu tư lo lắng, khổ sầu ở trong đời sống, chúng ta hãy đến với Chúa, hãy gánh lấy cái ách của Chúa. Có nghĩa là chúng ta để cho Chúa cùng gánh với cái khổ nạn của chúng ta. Trong thời giờ này tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta có những gánh nặng, mệt mỏi, chúng ta hãy đến cùng với Chúa. Bởi vì khi mà đến cùng với Chúa, bởi sự kêu gọi của ngài, chúng ta sẽ được yên nghỉ. Đây là một cái yên nghỉ thánh, yên nghỉ từ cái, ở trong cái sự khổ nạn giữa thế gian này cho đến cuối cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được yên nghỉ đời đời cùng với Chúa. Chúng ta đến với Chúa không phải chỉ có gánh lấy cái ách của Chúa, nhưng mà chúng ta gánh lấy cái kết quả của mang ách chung với ngài. Đó là gì? Đó là Chúa dạy giải quyết hết tất cả những khó khăn. Chúng ta cùng học với Chúa, chúng ta học từ nơi Chúa, học được cái lòng khiêm nhường, nhu mì. Và điều đó sẽ dẫn đến chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa nhiều hơn. Và lời của Chúa rất là khích lệ chúng ta, thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Không phải chỉ yên nghỉ về thể xác, nhưng mà còn được yên nghỉ về linh hồn, tức là cõi đời đời cùng với Đức Chúa Trời chúng ta, với Đức Chúa Giêsu Christ. Và thực chất Chúa ngài cũng đã gánh hết gánh nặng chúng ta. Do đó lời của Chúa khẳng định cho chúng ta là gì? Gánh của Chúa, ách của Chúa rất là dễ chịu và khiêm nhường nhẹ nhàng. Ta ơn Chúa với lời của ngài buổi sáng hôm nay.
lời của Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi những cái nỗi cực nhọc, khổ hải, mệt mỏi, gánh nặng của đời này. Chúng ta gánh lấy ách của Chúa. Cầu xin lời của Chúa được ghim giữ ở trong tấm lòng quý ông bà anh chị em, làm cho đời sống đức tin của chúng ta tăng trưởng. Và tôi tin rằng sự ban phước của Chúa và lời của Ngài sẽ đến với tất cả chúng ta. Hallelujah, chúc tôn Chúa. Amen. Hallelujah.